Hai hai xin chào, xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Hoàng Quý Vlog. Mình đang đứng ở chung cư nhưng mà ở trên này là không thể nhìn thấy được cái cảnh là trung tâm thành phố. Đây là đây ở đây là Aeon, siêu thị Aeon, siêu thị Aeon đi cả nhà. Phía bên đây là bệnh viện. Phía dưới là con đường đường Kinh Dương Vương. Ở đây là đường phố cũng đã tấp nập, đông rất là đông người ra đường ở nhà. Một hướng có hướng thì qua một cá đây, mình sẽ quay về cả nhà xem nha. Đây là một cái xe nha. Đây là cái đây. Cái gì em biết cái này là cái gì không Nhi? Cái này nè, cái cây này đang quay nè, em biết không? Không 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 biết đâu. Còn ở đây là cái cây này, cái cây rồi đẹp quá ha. Cái này cái hoa gì đó đẹp quá. Giống như lá giả vậy ta. Vậy Cái này lá giả, trời ơi. là cái đó là hoa Mấy giả. cái này là bông giả. Hoa giả hả? À, Còn cái này là thiệt. đây là cái này thiệt nè. Đây còn cái cây này, cây nó cũng giả luôn quá. Giả mà hoa giả. Trời ơi, nhưng mà hồi nãy em đứng em xịt nước giống như lúc rồi. Đây là hoa giả. Em đứng em xịt nước cho tao hết. Vậy là xịt tướng lúc nãy giờ em xịt tướng cho nó đó hả? Xịt tướng cho hoa giả hả? Bây giờ là 4:30 rồi, 4:30 nửa tiếng nữa là mình tới giờ rồi. Thì bây giờ là còn cái bàn nữa hả? Còn mình còn một cái bàn với một cái tủ tủ lạnh nữa là của cái bàn nè. Anh có khi là anh đặt là đi bằng cái gì qua, đi bằng cái xe xe cái xe tải á.
Thì bây giờ còn cái bàn với cái tủ lạnh nữa. Chắc cái gối. Đâu? Cái gối. Ồ. Không gian ở đây cũng nhìn cũng đẹp ha. Mã đáo thành công vậy nè. À, ở đây có cái dàn karaoke. À, chúng ta có thể nhận thấy được là toàn cảnh thành phố gì cả nhà. Ông hướng này là mình sẽ đi quận 6, quận 6, quận 5 và ra quận nhất. Chúng ta là đi ra quận 8. Và ở đây là có siêu thị theo có từ Phúc Lộc Thọ. Cái nhà ơi, cái này cái gì, cái gì cái nhà mình không có biết cái này cái gì luôn á. Thành phố bây giờ thì như là người dân đi lại bình thường, thì các đường phố thì cũng rất là đông người qua lại, cho nên là
ra rồi rồi 10 phút rồi. Đây, đây được rồi. Cảm ơn cả nhà nha, cảm ơn cả nhà đã xem clip. Cả nhà nhớ like để lại bình luận và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Cảm ơn, tạm biệt cả nhà.